già đoán non Trấn Thành đã chính thức mời đám cưới vào đêm Noel. Mới đây, Hoa hậu Quý Bà Thu Hoài, bạn thân của Trấn Thành và Harry Won đã đăng tải lên Facebook cá nhân tin nhắn mời tham dự đám cưới của cặp đôi này. Hôm nay, ngày 19 tháng 12, Hoa hậu Thu Hoài đã đăng tải lên tài khoản cá nhân đoạn tin nhắn của Trấn Thành gửi lời mời đám cưới của anh. Sau nhiều lời đồn đoán, loạt ảnh hậu trường đám cưới do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện được tiết lộ vào đoạn tin nhắn của Hoa hậu Thu Hoài xuất hiện hôm nay đã thay lời xác nhận Trấn Thành và Harry Won sẽ kết hôn vào ngày 25 tháng 12. Theo đoạn tin nhắn nói trên, đám cưới của Trấn Thành sẽ diễn ra vào buổi tối của lễ Noel. Tiệc cưới lần này sẽ giới hạn và chỉ có 300 khách mời đến tham dự. Anh còn dí dỏm viết là, một khi đã hứa thì làm ơn có mặt, đừng xù em nha. Ngoài ra, người đẹp Thu Hoài còn tiết lộ ngày đám cưới của Trấn Thành và Harry Won là do chính bản thân mình tư vấn và lựa chọn. Hiện tại, địa điểm của tiệc cưới lần này sẽ là một trung tâm tổ chức sự kiện khá lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.